Xin chào các khán giả của kênh Chiến binh Sao Vàng. Trong sáng 17 tháng 8, các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua gần 2 giờ đồng hồ quần thả trên sân dưới cái nắng gay gắt với nhiệt độ lên tới 36 độ C. Tuy nhiên thì sự khắc nghiệt của điều kiện thời tiết dường như không tác động nhiều đến tinh thần của các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của ban huấn luyện trong vòng chuyển động liên tục của các bài tập, từ các bài khởi động cho đến các bài rèn kỹ chiến thuật và phối hợp thực hiện các tình huống cố định. Trợ lý Kim Han Jun cùng các cộng sự trong ban huấn luyện cũng vận hành hết công suất để chỉ đạo buổi tập và thị phạm, uốn nắn kịp thời khi nhận thấy các cầu thủ chưa thể hiện đúng như ý tưởng của chiến thuật. Đây là điều rất cần thiết đối với các cầu thủ trẻ, giúp họ lĩnh hội tốt hơn với lối chơi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đang xây dựng cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ở vị trí chân giữ khung thành thì các thủ môn cũng được tăng khối lượng vận động với các bài huấn luyện đa dạng của huấn luyện viên thủ môn giàu kinh nghiệm Kim Hun-tae. Trong buổi tập ngày 17 tháng 8 thì thủ thành Trịnh Xuân Hoàng sẽ là người trả lời phỏng vấn. Xuân Hoàng là một trong ba thủ môn được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trong đợt tập trung lần này, bên cạnh Quan Văn Chuẩn và Phạm Mạnh Cường. Dự kiến trong ít ngày tới, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây được xem là dịp lý tưởng để các cầu thủ trẻ cọ sát và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của kênh Chiến binh Sao Vàng. Nếu bạn yêu thích video thì hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi để chờ đón thêm những video hấp dẫn tiếp theo của đời sống bóng đá Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại! Huấn luyện viên thủ môn nhỉ? Người Hàn Quốc à? Người Hàn. Xuống 18 này.